Hello chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Đúng Laptop. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một em laptop văn phòng mà theo mình thì nó đang là vô địch trong tầm giá khoảng 15 triệu đồng. Đó chính là MSI Model 14 B11. Cùng mình đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Xin giới thiệu với các bạn là MSI Model 14 đang sẵn hàng tại cơ sở của Đúng Laptop với mức giá chỉ từ 14.990.000 đồng. Khi mua máy thì các bạn sẽ được tặng miễn phí ba lô chống sốc thời trang này, chuột không dây, cũng như là chế độ hậu mãi tốt nhất 1-1 trong vòng 15 ngày, miễn phí bảo trì, vệ sinh và cài đặt phần mềm trọn đời cho sản phẩm, giao hàng hỏa tốc cũng như là trả góp với lãi suất 0%. Để tham khảo thêm thông tin chi tiết về sản phẩm thì các bạn có thể click đường link mình để phía dưới phần mô tả nhé. Quay trở lại với nhân vật chính, đầu tiên thì sẽ là cảm nhận của mình về thiết kế bên ngoài của em nó. MSI Model 14 mang lại cho mình một sự bất ngờ khi với mức giá khoảng 15 triệu đồng thôi mà em nó lại được trang bị một cái thiết kế trông rất là cao cấp. Một chiếc laptop được hoàn thiện bằng nhôm nguyên khối, trông cứng cáp và sang trọng. Thiết kế của máy thì khá vung vức. Ở phía dưới phần mặt đáy này thì sẽ được vắt cong rất là nhẹ để tạo ứng thị giác, làm cho máy trông mỏng nhẹ hơn. Kích thước của máy thì cũng khá dễ chịu khi độ dày chỉ là 16,9mm và cân nặng vỏn vẹn 1,3kg. Với kích thước như thế này thì các bạn có thể thoải mái mang vác em Model 14 này đi học, đi cà phê, tận hưởng những không gian làm việc mới mà không cần phải mang vác quá là nặng nề. Tiện thể bên ngoài thì mình cũng nói luôn về cổng kết nối của em nó. Trông máy thì khá là mỏng nhẹ, ấy thế mà cũng được trang bị đầy đủ ra phết các bạn ạ. Khi ở bên cạnh trái ở đây, chúng ta có sự xuất hiện của cổng sạc này, HDMI, USB Type-C và khe thẻ micro SD. Còn phía bên cạnh phải thì chúng ta sẽ có hai cổng USB Type-A và một jack tai nghe 3,5mm. Đường cắt gọt của những cái cổng kết nối này thì mình thấy cũng khá là tỉ mỉ. Đồ hoàn thiện mình sẽ đánh giá ở mức khá. Phần bản lề của máy được thiết kế theo dạng Egolif và cho góc mở lên đến là 180 độ. Rất là linh hoạt. Từ trước đến nay thì những cái bản lề của MSI thì đều chưa bao giờ làm cho mình cảm thấy hài lòng vì độ hoàn thiện của nó khá là kém. Thế nhưng Model 14 thì hoàn toàn khác. Bản lề của em nó dưới đây đã rất là cứng cáp. Khi mình mở màn hình ở các góc thì mình cũng không thấy hiện tượng màn hình bị rung rinh quá là nhiều. Đó. Giới hạn góc mở màn hình của máy để sập xuống ấy thì cũng rất là nhỏ. Kiểu mình cũng không ngờ được đây là một chiếc bản lề được trang bị trên một sản phẩm có mức giá khoảng 15 triệu đồng. Lại còn một hãng MSI nữa. Trước hết thì bản lề Egolif của Model 14 cũng làm mình ấn tượng khi mình thấy cái khe mà máy nâng lên đây này khá lớn, cũng như là độ dốc của bàn phím cao làm cho cái trải nghiệm gõ văn bản cũng như là khả năng tản nhiệt của em nó được cải thiện lên một cách đáng kể. Rồi, đó là sơ qua một chút về bui và thiết kế. Vậy màn hình thì sao nhỉ? MSI Model 14 B11 được trang bị màn hình có kích thước là 14 inch, độ phân giải Full HD trên tấm nền hiển thị IPS LCD. Viền màn hình của em nó thì rất mỏng luôn các bạn ạ, chỉ là 5,7mm và không gian hiển thị chiếm đến 80% tổng thể màn hình, đem đến chúng ta một cái trải nghiệm về thị giác là vô cùng thích mắt. Độ sáng của Model 14 cũng rất là cao, lên đến là khoảng hơn 350 nits. Trong tầm giá này thì gần như là các bạn sẽ rất khó để có thể tìm được một con máy nào có cái độ sáng nó vượt trội như thế này. Em nó sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong trường hợp các bạn phải sử dụng máy ở môi trường có ánh sáng mạnh. Nói về phần màn hình của MSI Model 14 thì các bạn cũng cần phải lưu ý là trên thị trường có rất nhiều những cái phiên bản và màn hình thì cũng có nhiều loại khác nhau. Có loại độ phủ màu chỉ là 60% sRGB nhưng cũng có những cái phiên bản mức giá khoảng trên 20 triệu ấy thì sẽ có độ phủ màu là 100% sRGB. Nên là các bạn cũng cần phải lưu ý để lựa chọn một cái tấm nền màn hình phù hợp nhất với bản thân mình. Và phiên bản mà mình đang có ở đây sẽ có độ phủ màu là 65% sRGB và 45% NTSC. Nói chung em nó vẫn sẽ đáp ứng tốt các nhu cầu về làm việc văn phòng, chơi game giải trí hay là những cái tác vụ đồ họa cơ bản của các bạn. Nhìn xuống dưới một chút để chúng ta đến với phần bàn phím. Thật sự là lần đầu mình nhìn thấy bàn phím của Model 14 B11 thì mình có đôi chút bối rối vì layout của nó trông khá là lạ mắt. Kiểu máy thì là máy văn phòng nhưng mà cái layout bàn phím thì lại kiểu gaming một chút. Với những cái bàn phím mũi tên này đều được làm full size, không bị cắt gọt gì cả. Dùng để chiến game FIFA thì sướng ngay. Rồi thì tự dưng cái phím control bên trái này thì được làm to ngang so với cái phím shift luôn. Phím function thì lại được đặt ở bên phải. Nói chung là những cái bạn nào mà dùng Model 14 thì chắc là phải làm quen với cái layout bàn phím này một thời gian đấy. Về cảm giác gõ phím thì mình thấy khá là ổn. Phím có độ nảy tốt, hành trình sâu khoảng 1,4 đến 1,5mm. Thiết kế phím thì cũng to, rõ ràng. Khoảng cách giữa các phím hợp lý. Bàn phím thì cũng được trang bị chúng ta cái đèn nền giúp chúng ta có thể dễ dàng gõ văn bản trong điều kiện thiếu sáng. Tuy nhiên đèn nền của em nó thì cũng không giống như những mẫu laptop văn phòng Dell hay là HP mà mình đã từng trải nghiệm, mà mình thấy cái kiểu LED đấy nó cũng tựa tựa như là mấy dòng gaming.
trông rất là cuốn. Phần touchpad của máy thì đặt ở chính giữa và khá là trơn. Tuy nhiên thì có lẽ là do MSI đã tập trung vào phần bàn phím nhiều nên là diện tích của touchpad khá là nhỏ. Đối với những anh em nào mà có tay to ấy, thì mình nghĩ là cảm giác sử dụng sẽ không được thoải mái đâu. Trải nghiệm touchpad thì cũng không có gì là đặc biệt. Thậm chí mình thấy rằng các bạn dùng em này thì nên sắm cho mình một con chuột ngoài thì sẽ tốt hơn. Chắc tại mình kiểu dùng những cái em Dell có touchpad ngon quen rồi nên là thật sự là touchpad trên model 14 hơi chán một chút, không chinh phục được mình. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trái tim của em nó, chính là về phần cấu hình. Phiên bản MSI Model 14 mình đang có ở đây được trang bị cấu hình khá là bá với CPU Intel Core i5-1155G7, RAM 8GB, bus 3200, SSD 512GB và đi kèm cả đồ họa tích hợp Iris Xe Graphics. Với cấu hình này thì thực sự là những cái tác vụ về văn phòng như Word, Excel, PowerPoint, nó là cái gì đấy hết sức bình thường và đơn giản đối với Model 14, bao mượt thoải mái luôn. Thậm chí là những cái tác vụ đồ họa cơ bản như là Photoshop này hay là edit video ấy thì em nó vẫn có thể hoàn toàn đáp ứng được cho các bạn. Mình có chấm điểm em nó thông qua Cinebench R23 thì mình thấy kết quả cũng khá là tốt khi điểm đa nhân đạt 4.931 điểm và điểm đơn nhân đạt 1.448 điểm. Mình so sánh theo thống kê của app ấy, thì thậm chí là con chip i5-1155G7 này còn mạnh ngang ngửa so với i7-1165G7 trên những cái thiết bị khác. Chết thì mình sẽ nói thêm về vấn đề chơi game. Về cái cấu hình này thì các bạn có thể chiến tốt những cái tựa game eSports hiện nay. Thì mình có test ở đây sẽ là tựa game LOL và FIFA. Thì LOL FPS luôn ổn định ở mức khoảng 80-100 và mình đang chơi trên cái chế độ URF spam skill thì liên tục luôn. Trải nghiệm về chơi game thì vẫn rất là ngon lành và mình gần như không thấy máy xảy ra tình trạng giật lag gì cả. Và tiếp theo thì vì máy có 4 phím mũi tên full size nên là mình cũng chơi luôn tựa game FIFA Online 4. Trải nghiệm đem lại thì vẫn rất là tốt. FPS trong game thì luôn cố định ở mức 60. Cái lúc mà mình ăn mừng thì nó sẽ sụt một chút, mà cái này thì chắc là do cơ chế của game chứ không phải là do cấu hình máy yếu, vì mình thấy CPU, GPU thì nó vẫn dư khá là nhiều. Nhiệt độ khi chơi game của mình là khoảng hơn 70 một chút. Trong quá trình mình cài hai tựa game này thì mình cũng đánh giá luôn về hệ thống tản nhiệt của em nó. Phần thoát khí nóng của máy thì đặt ở cái phần bản lề này này và nó phả thẳng vào màn hình. Tuy nhiên thì khe thoát khí cũng khá là nhỏ. Do chiếc máy này của chúng ta là máy văn phòng nên cũng chỉ được trang bị một quạt tản nhiệt thôi. Về nhiệt độ thì khi trải nghiệm thì mình thấy máy cũng hơi nóng một chút. Tuy nhiên bù lại thì hiệu năng cũng rất là mạnh mẽ. Đó, cái phần nóng ở đây thì sẽ chủ yếu ở phần khe này thôi. Xả nhiệt cho máy thì cũng rất là nhanh. Mình ngưng chơi game khoảng 10 phút thôi là máy lại mát rượi rồi. Đó. Nói chung là laptop văn phòng thì anh em cũng không nên chơi game quá là nhiều. Gọi là thi thoảng là 1-2 ván thì nó ổn rồi. Chứ còn dùng con này mà cày game thì sẽ hơi sót máy đấy. Cuối cùng là về pin thì MSI Model 14 B11 được trang bị pin có dung lượng là khoảng 40Wh. Với dung lượng pin này thì em nó có thể hoàn toàn đáp ứng cho mình khoảng 6 tiếng off screen với những cái tác vụ văn phòng cơ bản. Vác em máy này ra quán cà phê ngồi lỉ ở quán thì chắc cũng lãi lắm. Không cần phải vác theo cục sạc làm gì cho nặng người đâu. Tóm lại thì Model 14 B11 quả thực là một con bài rất đáng tiền đến từ MSI. Em nó đã làm cho mình có một cái nhìn hoàn toàn khác về hãng. Rất có thể đây sẽ là một cú nổ mà MSI muốn mang đến cho người tiêu dùng. Thế cho nên nếu như các bạn đang cần tìm cho mình một em máy Ultrabook ngon, đẹp, mượt với mức giá thì lại phải chăng, thì còn chơi gì nữa mà không ghé ngay cơ sở của Đúng Là Top tại 43B Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội để trải nghiệm và dinh em nó về. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.